Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 1910 8 tháng 3 2022, sáng nay ngày 7 tháng 3, tỉnh Quỷ Long An đã tổ chức hợp mặt cán bộ nữ lãnh đạo đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa. Tại buổi họp mặt các đại biểu ôn lại truyền thống của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ý nghĩa Ngày Quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 và những kết quả nổi bật của phụ nữ trong chặng đường bảo vệ Tổ quốc, xây dựng phát triển kinh tế xã hội. Trong thời kỳ đổi mới, phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Long An nói riêng, luôn nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo trong lao động sản xuất trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19 vừa qua, phụ nữ Long An đã góp không ít sức lực vào việc sớm để lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Với sự quan tâm của Ban Thường vụ tỉnh ủy Long An, đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh tham gia vào các cơ quan trong hệ thống chính trị ngày càng tăng, với chất lượng ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ nữ trong đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh chiếm 15%, Cấp quyền đạt 30,02% và cấp xã là 26,82%. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ nữ đạt được trong thời gian qua, góp phần vào sự đổi mới phát triển của tỉnh nhà. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong rằng các đồng chí nữ dù ở cương vị công tác nào cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu cùng đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Quà trao tặng qua cùng lời chúc mừng sức khỏe hạnh phúc và thành công đến toàn thể đại biểu.